Doanh nghiệp bất động sản thua lỗ hàng trăm tỷ, cổ phiếu bị hủy niêm yết. Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội thông báo sẽ hủy bỏ niêm yết bắt buộc gần 15,7 triệu cổ phiếu của công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh địa ốc Tân Kỳ vào ngày 22 tháng 12. Lý do hủy niêm yết là vì địa ốc Tân Kỳ đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin, không hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Sở giao dịch chứng khoán. Ngày 6 tháng 10 Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo duy trì diện bị kiểm soát, đưa vào diện bị hạn chế giao dịch và duy trì diện bị đình chỉ giao dịch với cổ phiếu địa ốc Tân Kỳ. Cụ thể, cổ phiếu bị kiểm soát do vốn chủ sở hữu âm, bị hạn chế giao dịch do chậm nộp báo cáo tài chính bán niên 2023 đã soát xét quá 45 ngày so với thời gian quy định, bị duy trì diện đình chỉ giao dịch do chậm nộp báo cáo tài chính năm 2022 kiểm toán quá 6 tháng so với thời gian quy định tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch. Ngoài ra, cổ phiếu địa ốc Tân Kỳ đang trong diện cảnh báo do doanh nghiệp vi phạm quy định công bố thông tin từ 4 lần trở lên trong vòng 1 năm và doanh nghiệp này chưa họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo báo cáo tài chính quý 4 2022 Tổng tài sản địa ốc Tân Kỳ đến cuối năm 2022 là 1.249 tỷ đồng, giảm 18% so với cuối năm 2021. Trong khi đó, nợ phải trả đã vọt từ 1.350 tỷ đồng cuối 2021 lên 1.719 tỷ đồng cuối 2022. Vốn chủ sở hữu âm gần 470 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế âm 638 tỷ đồng, xét cả năm 2022 doanh thu của Tân Kỳ đạt 113 tỷ đồng, giảm 72% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, trong danh mục tiền và các khoản tương đương tiền, lượng tiền mặt của Tân Kỳ bằng không, tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn, chỉ có gần 60 triệu đồng. Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh địa ốc Tân Kỳ, tiền thân là công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng dịch vụ Tân Kỳ được thành lập năm 1999. Năm 2007, từ công ty trách nhiệm hữu hạn chính thức chuyển đổi thành công ty cổ phần, chính thức lên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội vào năm 2009. Lĩnh vực kinh doanh chính của công ty là xây dựng công nghiệp, xây dựng dân dụng và trang trí nội thất, xây dựng cầu đường, lập dự án đầu tư, tư vấn đầu tư, tư vấn đấu thầu.